Để vô tên Kazano vừa. Xin chào Kazan Tigo. Xin chào cô nhà cũ nhá. Chào đón nhà mới. Agora vai ver o último vez. Mai đôi ô đã nấu em của ta mai. Tá bom, hein, casa. Vai, 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 Chico. Verônica, vai, vai. Olha pra ti. Agora, moré. Tá na. Papá, pode me atirar café. Tiêu bên sao como? Casa antigo, hoje bate. Eu penso que a casa antigo hoje encontrou lugar de repartir para entrar uma nova casa. E eu aceito que pelo menos de tudo que o patrocinador ele pensou, porque estive numa camada de sofrimento. Agora o patrocinador está me tirando o sofrimento para uma boa casa. Então, com aquela própria sorte, e de novamente também com o braço do tio Martins, hoje a minha casa antiga está a partir para meter a nova casa. Muito obrigado, meu patrocinador, que pensaste de me tirar na casa de sofrimento para me meter na casa bonito. Tá bom, levanta em casa novo, filho tá onde é? Vai ver casa, último vez, ok, papá, pode te meter a mão e subir e tirar a capim? Pode me atirar a capim, né? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Ngày hôm nay thì Khánh cùng với tất cả bà con trong bản, cùng với chú, cùng với mọi người là hôm nay sẽ tháo dỡ nhà chú Si Cù. Sẽ đầu tiên là cho các mama là chặt các dây dợ ở đây và sẽ lên là tháo hết tất cả các gọi là cái cỏ ở trên mái mà chú Si Cù lập. Comida de começa! Mama, tira lá em cima, prima! Sim, tira a cabin! Mama, mete ali, ó! Cứ cho tháo dỡ gọn gọn đi bố ơi. Sắp xếp cho mọi người cẩn thận nhá. Cẩn thận không có sập đấy bố. Cuidado do caiu. Cuidado do caiu. Tira a fio bố đi bố. Đi xung quanh đấy bà con không sập nhá. Đứng nuôi ra nhá. Mama, para okay, me tirar capim. Agora, mete capim frente. Capim, mama leva, já. Assim, espera. Mete capim frente, depois mama mete ali, já. Vou esperar os homens. Não, dele tirar aqui, mama leva. Sim, sim, sim. Já. E Khánh đi xuống để cho mọi người đã vất rơm xuống, vất dạ đó. Mete frente, mete frente. Ok. Vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ không còn ngôi nhà cũ của chú Si Cù nữa rồi. Amigo, você sai. Você sai. Các mama này đang đợi các bạn đây là cho rơm dạ xuống. Mate frente á. Lát nữa thì khi rơm dạ xuống hết rồi thì đã mái xong rồi thì bắt đầu là những cái đường này là mình sẽ chặt hết tất cả các dây này là mình sẽ dỡ hết cả cọc ra. Mama rồi à? Mama fica frente. Aqui eu de cair, coisa assim. Sim. Vou de cair, mama, cuidado. Mete frente, tudo mete frente. Chẳng chống cũng ác đấy. Năm dây lắm, dây dạ cột. Tudo mete cabine frente. Não, mete frente. Tá bom. Tudo mamá tira, mete ali. Pau, pau, capim, capim. Azuma. Nếu Khánh cho các mamá đã sắp xếp cây ra cây. Mamá, có ra cỏ để đến lúc mà cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì là mình cho bà con đun dần. Nóng cỏ lắm. Tira, mete frente. Ok. Vần ngang dễ vần. Cứ họ vần xuống. Ui dày nhỉ, rơm rất là dày luôn. Mọi người có thể xem ạ. Rất là dày luôn này.
chỗ này phải đá 35 35 phân. Có chuột. Chuột à, chuột à? Chuột. Tay rát tu, rát tu. Tira la lola. Sí. Tira lola, lola. Năm ngoái là giọt thế là chút dịch cù là lấy những cái ly lông đen mình đậy gạch nên đã chắn lên để cho đỡ giọt. Lần ly lông hai lần quá mà vẫn còn giọt. Vâng, vẫn còn giọt đấy. Ma đặc cù, cái coi dù vô sẽ thích can pho đã bút được về nhá. Nhưng ngôi nhà này, ngôi nhà này là võng rồi. Nếu mà để đến mùa mưa năm nay nó ngỡ sập. Sập, nó quá võng. Vì là khi cái cỏ này là mưa là nó ngấm nước của nó rất nặng. Vâng. Này dỡ mà chắc dấn chưa mới gọn được bác. Ơ nhiều, đây là xung cái lần dưới rồi. Quá dày này. Cây cối rồi xong rồi là cây xong rồi muốn buộc chằng nữa. Không khí ở bản rất là vui luôn. Hôm nay là tháo dỡ. Ô chuột. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ôi nhà nhiều chuột đấy à? Chuột nó ở cỏ. Nhà không có thóc ở chuột ở đây sống ở đây có cái gì ăn? Ồ. Thực sự đã. Cái ngày hôm nay là cho bà con tháo dỡ ngôi nhà chú Sì Cù này cũng rất là nhiều cảm xúc, rất nhiều cảm xúc. Bởi vì ngay những ngày đầu tiên đặt chân đến bản thì cũng không thể nghĩ được rằng là mình cũng sẽ có một ngày để mình có thể là cùng đồng hành với Mạnh Thường Quân để có thể xây dựng giúp đỡ bà con được nên những ngôi nhà đẹp như nhà cộng đồng hay là những ngôi nhà Khánh cùng Mạnh Thường Quân đã và đang xây cho mọi người. Thì thời gian mùa mưa thì cũng nói chung là phải nói là đến rồi, bởi vì ngay buổi tối hôm qua thôi thì lúc 8 giờ tối bắt đầu ở cái khu vực chỗ Khánh ở cách bản làng 60 cây là mưa rất là to, mưa rào rất là to mấy tiếng đồng hồ. Thì Khánh dự đoán là chắc chỉ một vài ngày tới thôi là ở bản nó sẽ có mưa. Bởi vì mọi người có thể xem ạ, kia là mây đen ở trên bầu trời kia thì cũng không biết thế nào được. Chuột to tướng bằng cổ tay đấy. Vâng. Không bao giờ chuột bé đâu. Lắm chuột nhỉ. Chạy vừa chạy chui đây mấy con. Nhiều ly lông quá. Nói chung là giờ cũng ở trên thì cũng nhanh thôi. Làm gì lâu phá thì nhanh lắm. Mục hết rồi, mục ái hết thế này làm sao nó không dột. Vâng. Đấy. Cái cỏ này nó lâu rồi. Nó không như mái tranh kiểu ở Việt Nam vậy. Cái này cỏ này là chắc là cũng phải vài năm rồi nó mới mún thế này. Vâng. Cỏ rỡ ra mún vậy. Mama, cabin aquí, để voy a hacer quemar, eh. Rất nhiều rơm rạ luôn. Cỏ. Mùi tù nữa. Bây giờ là Khánh đang cho mọi người tháo dỡ để cho chú mấy cả ba là đi bắc giáo để xây thu hồi cái đằng trước kia. Còn công việc là mọi người là dọn dẹp vào đây thôi. Còn đâu sắp xếp công việc để chú thu lốt cái hồi ở bên kia cho nó gọn. Để mình tranh thủ mà mình có thời gian thì mình sẽ lập thêm mái tôn. Ok, tiếp ra, ok. Đây đã sắp xong phần mái rồi. Rất nhiều rơm luôn. Muito cabine, mamá. Muito.
Bây giờ là Khánh cho mọi người dọn hết đằng trước ra để vứt các cây xuống là để giấy đổ tường. Fala meu, quando caiu, caiu tudo para dentro, tá bom, Thằng Khánh ở đây là sắp xếp cho mọi người là tháo dỡ, vừa là để ý để cho mọi người an toàn lao động, còn đô chú thì là chịu trách nhiệm bên kia. Thì là một lát nữa các bạn thanh niên thì tháo dỡ gọn gọn rồi thì là một hai bạn sang đấy xây cùng với chú, thu hồi mái. Xin chào. Đông tay. Em mà đùa nó có rắn. É quando a cobra do pau lá comer? Não. Mas não comer cobra. Vamos comer junto, Mapim. Vamos ligar lá. Comer. A cobra é zero, cara. Cuidado. Mama, bao su ma bay nha, bao bao, su ma bay. Tirar da casa antiga para nova casa. Isso aqui está bom. O sofrimento para boa coisa. Senão, todo momento minha mãe está no sofrimento. Isso tudo é verdade mesmo. É por isso que afinal Deus está vendo mesmo quem sofre. Também Deus está de ver mesmo. Hoje Deus viu essa casa aqui de sofrimento, mas também, na verdade, é para lhe meter mesmo num bom lugar. Que na verdade a pessoa final, Deus abençoa mesmo muita coisa. Não, não é bom. Pelo menos a pessoa também vai ver muito isso. Tem de se fazer muita coisa. Aqui maravilhoso, maravilha mesmo do Senhor. Tornou uma novidade para mim. Deus opera. Deus opera mesmo. Que tem de operar com toda a gente. Se chamou ganha. Vou matar. Então, manda o pé. Man. Manda o pé.
depois daí aí tem que ir. Não tem ninguém. Matei. Các bạn thanh niên là sắp gỡ xong, tháo được hết tất cả các que gậy ở trên rồi. Thì là toàn bộ đồ đạc nhà chú Sikù là Khánh cho chú đến là sắp xếp vào trong đây. Thì là nhà chú Sikù sẽ là ở tạm ở trong cái nhà cộng đồng. Còn đâu là Khánh sẽ sắp xếp cho chú đi ở một trong những cái ngôi nhà kia thì là mình sẽ sắp xếp và dọn dẹp sau. Còn đâu tạm thời là đồ đạc tất cả các thứ thì là mình để gọn vào đây thôi. Mama, bắt đầu phát ra cái gì ra? Cái kia đâu tay mũ em? Xin bắt đầu tiết ra. Sim, mamá faz assim, tira. Cuidado na perna. Tá bom. Aqui, mágico. Já. Aqui. Opa! Tá bom, mamá, faz assim, hã? Tá bom. Aí tá bom. Firmino, faz aí igual, é. Faz assim. Pé, pé, pé. Sim. Ok. Làm nhà thì nhanh. Làm nhà thì nâu. Làm nhà thì nâu, phá rỡ đi. Phá thế này. Phá 1-2 tiếng đồng hồ đã xong rồi đây. Tao không? Nhà rất nhiều que luôn. Chú Sikù chú làm cái nhà này mất khoảng 2 tháng. 2 tháng rồi. Thế mà giờ là bà con phá trong vòng 2 tiếng. Mama, Azuma, tudo pau? Azuma, pau ali? Bora, Azuma, frente? Azuma, pau bonito, pau grande? Tudo pau grande? Não, mate frente, aqui não, mama. Mate ali? Bora, mate ali? Bao grande, mete ali. Acabou lá em cima, né? Tá bom. Sim, três pessoas, um lugar. Fazer mais força. Sai! Ei! Fala, meu, vai! Você... Ei! Firmino! Firmino! Vai, Firmino! Cai, ó! Firmino, vai! Đổ không? Cảm ơn. Đó rồi. Chị chưa có bao nhiêu nhau. Cảm ơn. Cảm ơn.
Nói là tháo dỡ nhanh thôi, nhưng một đống đất này lại phải dọn đi. Cỏ này xong một cây này. Đây mọi người có thể xem ạ. Có phải là tháo xong là xong đâu. Còn phải dọn bao nhiêu thứ. Nói chung là trong buổi ngày hôm nay là sẽ có cái khu vực đẹp để chuẩn bị để cho Khánh có thể là kem móng để làm cái ngôi nhà này. Mỗi người một chân một tay. Ratu, ratu, ratu. Ratu, ratu, ratu. Thế là bà con đã cũng đã dỡ xong rồi. Khánh cho bà con là sắp xếp là các cây gỗ tạm thời là tán ra tứ phía, rồi là rơm rạ cỏ này cũng vứt ra ngoài kia, gọn ra ngoài kia để chuẩn bị mùa mưa thì mình lại có cỏ để mình đậy các cây trồng. Còn bây giờ thì Khánh tiếp tục là cho bà con đã cho hết những cái viên to to này để cho nó ra ngoài khỏi chân móng. Còn đâu là những cái đất nhỏ này lát nữa thì khi gọn hết rồi thì mình sẽ cho xúc vào xe rùa để mình chuyển ra. Còn giờ là mọi người cứ lấy những hòn to trước, vì hòn to không xúc được xẻng. Phá cái nhà chú Si Cù đi thì nhìn cả một cái khoảng không gian này rộng thênh thang luôn. Bình thường ra là khi Khánh đến bản là đứng ở cái chỗ bếp kia, là mình nhìn vào đây là nó bị vướng nhà chú Si Cù, là không nhìn được về phía đằng sau. Thế hôm nay là bà con đã tháo dỡ xong sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ dọn chỗ đất này chắc là cũng phải mất hơn tiếng nữa. Tiếng 2 tiếng nữa mới dọn xong được cái này. Căn xa đủ đấy mama. Các mama mệt rồi. Vừa mệt lại vừa bụi nữa cơ. Cái cỏ kia nó bị mục rồi nên nó rất là bụi. Thôi bà con cố gắng. Ôi gì căn xa đủ. Amanya tinh ca giờ lô vừa mama. Ta ra mũi từ đu đấy. Ừ. Toàn các mama có tuổi rồi hả? Toàn làm những việc lặng thôi, nhưng không biết làm nào được. Một mình Khánh thì cũng không thể làm được. Mình chỉ sắp xếp làm sao cho nó công việc nó hợp lý. Còn đâu rồi vẫn cứ phải là dùng sức ở các mama để làm thôi. Thì bây giờ là Khánh sang bên kia để sắp xếp cho chú xây từ lúc buổi. Để xem chú xây đến đâu rồi. Giờ các bạn thanh niên xong rồi thì là Khánh cho em Ma Đầu Cù với cả Phá La Vìu sang để hỗ trợ cho chú. Đây chú làm xong được một cái hồi đây. Bây giờ có thanh niên hỗ trợ rồi nhá. Tháo dỡ xong rồi, giờ đang dọn đất rồi. Đây Khánh tranh thủ, hai chú cháu tranh thủ gọi là nó chưa mưa thì mình cứ lên được hồi. Mình làm được cái gì thì mình cứ làm. Gọn được công trình nào thì cho nó gọn luôn. Công trình này mà xong thì nó Khánh lại sắp xếp thời gian để lập mái. Còn đây là còn nhà Mama Rosa nữa. Cái nhà Mama Rosa này còn cảm giác còn rộng hơn là nhà chú Si Cù. Cái này tháo dỡ lại cũng mất thời gian đây. Cũng phải mất một buổi nữa. Cái nhà này nhiều cây bé hơn nhà chú Si Cù. À đúng rồi, nhiều cây bé đấy nhỉ. Cái xong nhà chú Si Cù là Khánh sẽ cho sắp xếp là nhà Mama Gracian làm trước. Tranh thủ mình làm càng nhiều móng càng tốt. Thì bây giờ là Khánh chạy nhanh xuống dưới chỗ khu vực ao là hôm trước cho bà con là đào gọn xong là bảo là làm lốt hôm thôi. Để xem là mọi người làm nó đến đâu rồi.
Đây rồi, mọi người có gọn gàng sạch sẽ rồi. Hôm trước Khánh về là Khánh ông bảo là mọi chú Sĩ Cù đã làm cái chân, ấp nó đất vào đây để cho nó chắc cái chân móng, để sau này nó không bị ảnh hưởng ở cái móng đá này của mình. Mình cho làm tà lia xuống tận dưới đáy ao luôn. Đây mọi người thấy xem ạ. Làm thế này nó mới yên tâm, khi nước nó về nó không thể nào ảnh hưởng đến cái móng của mình được. Bởi vì là nực nước nó vào thì là nó cứ lén dần thôi. Thì Khánh sắp xếp cho mọi người là chuẩn bị đá mình đổ bê tông. Còn ở đây thì là Khánh cũng bảo chú Sĩ Cù là đào sâu cái đoạn này xuống thì để mình lấy cái chỗ để mình đặt máy bơm, để mình hút nước ao lên tưới cho cây trồng, để cho nó không bị nó có một tí độ mặn như cửa ở trong giếng ấy, thì mình sẽ lấy cái nước này để mình tưới cây. Còn không biết là cái nước ở đây nó lên có nhanh không, cứ để tưới không, để mình nghiên cứu dần. Còn đây nữa, thôi tạm thời là cái ao thì như thế này là ok rồi, cũng không thể đòi hỏi gì hơn, bởi vì thời gian mưa nó gần đến rồi, mà sức người thì cũng không thể làm được quá nhiều. Mà bà con làm được như thế này là cũng rất là vất vả, rất là lặng, mà toàn làm công việc lặng thôi. Nên Khánh mấy chú là ở đây hỗ trợ bà con rồi về nhà, rồi lúc Khánh làm video nhìn bà con làm nặng như thế mình cũng rất là thương, nhưng không làm nào được. Bởi vì về vấn đề kinh tế thì Khánh cũng chưa đủ điều kiện để có thể thuê cái máy xúc. Bởi vì thuê cái máy xúc nó mất cả hàng chục triệu đồng ấy. Nếu mà thuê nhiều tiếng nó còn cả hơn cả như thế. Nên là mình cũng chưa có điều kiện để hỗ trợ cho bà con cái máy xúc. Có thể là trong năm tới này mình nhà cửa gọn gàng rồi thì là mùa khô sang năm thì mình có điều kiện. Lúc đấy kênh YouTube thì cũng phát triển rồi thì là mình cũng có điều kiện hơn, thì Khánh có thể là hỗ trợ cho bà con cái máy xúc để xúc cho một cái ao, cái lòng suối cho nó rộng hơn, và có thể là mở rộng một cái ao bên trong nữa. Nên đấy là ở trong cái của cái năm 2025, hy vọng là Khánh có thể là làm được như vậy. Bởi vì cái khi mà nghiên cứu ra đấy thì cái giếng nó có một chút nồng độ muối nhỏ ở trong giếng, mà nó ảnh hưởng đến cây trồng dần dần như thế, thì nói chung là cái ao nó rất là quan trọng. Nên hy vọng rằng là khi mà bản làng hoàn thành là Khánh cũng sẽ làm được cho bà con cái điều đấy. Thì đấy cũng như là một món quà để kỷ niệm bà con bản. Thì sau này Khánh có về Việt Nam thì có cái bà con với Khánh nhớ nhau. Thôi còn đâu là ở trên nền giếng này thì tạm thời là cứ vậy thôi. Thì là Khánh sẽ chuẩn bị đá mấy cát xuống đây, tranh thủ làm ở trên kia, xong là sẽ cho bà con là sắp xếp cho bà con là chuẩn bị. Hôm nào mà mình chuẩn bị xong thì mình bắt đầu là mình xuống đổ bê tông 1-2 hôm cho nó xong. Nói chung là bà con dọn dẹp là rất là hăng say, để có một cái nhà đâu phải là dễ đâu. Bao nhiêu năm vất vả, mười mấy năm ở đây, mấy chục năm ở đây, nhà tranh vách đất. Bây giờ được Huy Khánh cùng với các mạnh thường quân hỗ trợ cho cái nhà cái cửa là bà con rất là mừng. Ai vậy thôi, cả đời mà việc lớn là làm được cái nhà thì là đấy là một điều hạnh phúc nhất. Có thể là no được cho con cái, có thể là trời nắng trời mưa có nơi trú ngụ an toàn. Người ta bảo là an cư thì mới lạc nghiệp. Thì là trong thời gian tới là bà con dân bản có cái nhà cái cửa đàng hoàng rồi, thì là Khánh nghĩ là bà con thì không thích làm nông nghiệp thì mình có thể là đi làm thuê những cái công việc khác. Nói chung là ở bản thì giờ cũng lên huyện rồi, ở đây cái U Quờ này, xã U Quờ đã lên huyện rồi, tương lai cũng sẽ có rất nhiều công an việc làm, mà bà con cũng có nghề buôn bán này, cũng biết xây dựng này, biết trồng nông nghiệp rồi, trồng trọt rồi. Nhà cửa thì nó không phải no nắng nữa, thì Khánh nghĩ là bà con sẽ thoát được đói nghèo thôi. Còn bây giờ trưa rồi thì Khánh cho bà con dọn nốt chỗ này rồi cho bà con nghỉ ngơi. Rồi, quý vị khán giả theo dõi video thì là ủng hộ team Huy Khánh cùng tất cả bà con. Và rất là mong quý vị khán giả có thể lan tỏa những video clip của Huy Khánh hàng ngày
tới nhiều hơn nữa mọi người, để có thể là truyền tải được hết tất cả những gì nào Huy Khánh đã đang và sẽ truyền tải trong video. Khánh chỉ muốn là lan tỏa tất cả những cái việc làm ở đây. Huy Khánh là cầu nối của Mạnh Thường Quân, muốn lan tỏa đến mọi người ở trên thế giới.